Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, nhận diện đúng gốc rễ nằm ở tiêu cực. Quý vị và các bạn thân mến, tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục chỉ ra những sai phạm ở nhiều địa phương đơn vị, đồng thời thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ. Đáng chú ý, cơ quan kiểm tra của Đảng đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Bí thư Huyện ủy Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Hải khi kết luận họ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Nhận diện đúng gốc rễ nằm ở tiêu cực. Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ 12 đến nay, nhiều trường hợp cán bộ đảng viên mắc sai phạm tham nhũng tiêu cực, suy thoái đã bị xử lý nghiêm khắc về mặt đảng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó có một số ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt nhiều địa phương đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu. Công tác xử lý được tiến hành thận trọng, nghiêm minh, công tâm, khách quan, cùng với số cán bộ đảng viên tổ chức đảng bị kỷ luật tăng đáng kể trong thời gian qua, đã phản ánh sự quyết liệt, nhất quán của Đảng ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, càng không có chuyện hạ cánh an toàn. Theo giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, trong sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn đảng, kết hợp chặt chẽ giữa hai mặt xây và chống. Trong đó, xây là cơ bản, là chiến lược lâu dài, chống là cấp bách, công việc thường xuyên phải làm. Bước đầu chúng ta nghĩ chống tham nhũng là tập trung vào những sai phạm, nhưng dần dần đã nhận diện đúng gốc rễ của tham nhũng chính là nằm ở tiêu cực. Muốn giải quyết tận gốc, từ sớm, từ xa thì phải chống tiêu cực, đặc biệt là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa thì phải làm quyết liệt từ gốc đến ngọn, không trừ một ai và không trừ lĩnh vực nào. Vị giáo sư phân tích, cái gốc của tham nhũng tiêu cực suy đến cùng vẫn là do một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ có chức có quyền, thiếu rèn luyện, thiếu tu dưỡng, rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Do đó, muốn đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì trước hết phải tập trung vào chống chủ nghĩa cá nhân, phải coi trọng tự soi tự sửa của từng cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý. Những đồng chí nào, dù ở cương vị nào mà không chịu rèn luyện, không tự soi tự sửa, rơi vào chủ nghĩa cá nhân dẫn đến mắc sai phạm, khuyết điểm thì tổ chức phải kiên quyết xử lý, thậm chí đưa ra khỏi đảng. Đó là tinh thần nhất quán của Đảng ta và của Tổng Bí thư. Ông Phùng Hữu Phú đồng thời nhấn mạnh tinh thần đó thể hiện bản lĩnh và tính chiến đấu của Đảng cách mạng chân chính. Bác Hồ đã từng nói, chúng ta không sợ khuyết điểm, chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi. Theo đó, nhận ra khuyết điểm, cương quyết xử lý khuyết điểm và nếu không sửa được thì cương quyết gạt bỏ. Đó là phương châm cách mạng của Đảng chân chính. Ông Phùng Hữu Phú nhấn mạnh thêm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Phân tích nguyên nhân về việc không ít cán bộ, đảng viên mắc sai phạm đến mức bị kỷ luật thời gian qua, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cái gốc của vấn đề chính là sự xuống cấp về mặt đạo đức. Khi đạo đức xuống cấp thì họ sẽ quên đi bổn phận của người cán bộ, đảng viên là lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, mà ưu tiên đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, trước hết. Theo ông, cán bộ đảng viên cần trở lại lời dạy của Bác, đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống, nó do quá trình đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Đó là liều thuốc phòng tốt nhất những căn bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ông Lê Văn Cường nói. Còn theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, từ việc kỷ luật cán bộ thời gian qua cũng đã rút ra nhiều bài học thấm thía, trong đó có bài học về bản lĩnh chính trị, bài học về thường xuyên rèn luyện đạo đức. Chúng ta phải siết chặt công tác giáo dục nhận thức, nêu những tấm gương tiến bộ để thúc đẩy. Đó là điều kiện cần, song vẫn chưa đủ. Cái chính yếu là phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để những người nào đã chót có vết thì phải biết hối hận, tự sửa chữa. Tuy nhiên có những trường hợp quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa thì buộc kỷ luật mức cao nhất. Giáo sư Hoàng Chí Bảo chia sẻ, để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống những thói hư tật xấu, không chỉ ở Trung ương mà còn ở cấp địa phương.
Song song đó là hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật để vá những lỗ hổng, kẽ hở bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực, cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình và giám sát của người dân, đồng thời cần những giải pháp phù hợp trong việc quản lý giáo dục đảng viên cũng như đề cao tính nêu gương theo tinh thần đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Xác minh tài sản không nên dựa vào việc bốc thăm may rủi. Thưa quý vị, bên cạnh việc bốc thăm ngẫu nhiên xác minh kê khai tài sản, nên có thêm các hình thức khác trong kiểm tra, bởi ngoài việc phát hiện tham nhũng, đây còn là thuốc giải oan cho những người thực sự trong sáng. Thời gian qua, các địa phương và thanh tra chính phủ liên tiếp công bố kết quả bốc thăm những người phải kiểm tra kê khai tài sản. Xác minh kê khai tài sản là một trong những giải pháp phòng chống tham nhũng đã và đang được thực hiện. Một chủ trương đúng nhưng có lẽ vẫn cần thêm cách thực hiện khác trong xác minh tài sản, bởi việc bốc thăm phần nào đó có yếu tố may rủi, đôi khi chỗ cần xác minh lại bốc không trúng. Thực tế cho thấy có không ít cán bộ chỉ qua một, hai nhiệm kỳ mà khối tài sản của họ đã đổ sộ. Trong các vụ án vừa qua, khi khám xét nhà một số bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy hay chỉ là chủ tịch thị xã đã lộ ra nhiều biệt thự hoành tráng, siêu xe đắt tiền, đất đai rộng lớn. Chắc chắn nếu xác minh kê khai tài sản đúng, làm quyết liệt, nghiêm chỉnh sẽ góp phần phát hiện tham nhũng. Chẳng hạn trước khi là cán bộ, tài sản có gì, sau hết nhiệm kỳ tăng giảm thế nào. Quyết định bốc thăm xác minh tài sản nêu trên xuất phát từ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Nghị định trên có nhiều nội dung rất cụ thể, chỉ ra ngành nào, nơi nào cần tăng cường kê khai và có những giải pháp phù hợp. Cụ thể, Nghị định 130 quy định việc phê duyệt và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản thu nhập hàng năm tối thiểu bằng 20% số cơ quan tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của tỉnh, thành phố. Người cần xác minh được lựa chọn ngẫu nhiên và công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan tổ chức đơn vị, trong đó có ít nhất một người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Như vậy, với 20% lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, ít nhiều vẫn có yếu tố may rủi. Nói như ông Lê Như Tiến, nguyên đại biểu Quốc hội, nếu bốc thăm có khi bốc phải những người không có tài sản hoặc rất ít tài sản để xác minh, trong khi người có nhiều tài sản lại lọt. Xác minh tài sản kê khai là việc khó và càng khó hơn nếu làm sâu, làm rộng, làm kỹ tới từng trường hợp. Ngược lại, nếu chỉ xác minh tài sản qua bốc thăm, có lẽ là chưa đủ, khó đúng, trúng hết những địa chỉ cần xác minh. Không những vậy, xác minh tài sản bên cạnh việc phát hiện khai báo không trung thực, tài sản lớn hình thành bất thường, ở khía cạnh nào đó còn là sự giải tỏa nghi vấn với những bị điều tiếng nhưng thực tế lại rất niêm khiết. Chúng ta có rất nhiều cơ quan, đoàn thể có chức năng giám sát. Vì thế nếu thực sự gần quần chúng, sát dân, đó sẽ là mạng lưới giám sát sâu, rộng, đủ giúp cho kiểm tra, xác minh có trọng tâm, trọng điểm, đúng và trúng. Vậy nên, ngoài việc bốc thăm ngẫu nhiên, cũng cần kiểm tra xác minh đột xuất với những người có dư luận giàu nhanh, được hệ thống giám sát từ cơ sở kiến nghị hay cơ quan truyền thông phản ánh. Tai mắt quần chúng ở khắp nơi, vấn đề là tạo ra cách thức để người dân tham gia giám sát và thông qua các tổ chức thực hiện quyền giám sát một cách đúng luật. Khi đó, việc kiểm tra xác minh kê khai tài sản là sự kết hợp nhiều biện pháp, nhiều hình thức, kỳ vọng kết quả đạt được sẽ cao hơn, góp phần tích cực hơn vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng.